Làm thế nào để tăng traffic mà không cần trả nhiều tiền? Chạy quảng cáo là cách để tăng traffic nhanh chóng và đơn giản với số lượng lớn. Nhưng nếu bạn là một doanh nghiệp mới khởi nghiệp hoặc là chưa có nhiều ngân sách cho quảng cáo thì bạn vẫn có thể tăng được traffic cho website, trang bán hàng và kênh YouTube của mình bằng những mẹo nhỏ ngay dưới đây. Và nếu làm đúng cách thì đây còn là những cách tăng traffic chất lượng mà không tốn công sức. Hãy cùng mình xem ngay 7 mẹo để tăng traffic ngay sau đây nhé. Tăng traffic là thách thức lớn nhất đối với những người kinh doanh trên Internet, bởi vì traffic sẽ quyết định số lượng khách hàng tiềm năng của bạn, từ đó dẫn tới việc quyết định về doanh thu và lợi nhuận của bạn. Tăng traffic là việc cần làm hàng ngày đối với tất cả những người kinh doanh trên Internet. Vậy nếu bạn chưa có nhiều chi phí chạy quảng cáo thì bạn hãy dùng những cách thức để tăng traffic không đồng được giới thiệu trong video này. Và trước khi đến với những mẹo đó thì mình muốn nói với bạn rằng điều kiện cần thiết để bạn có thể tăng được traffic đó là bạn phải trao đi những giá trị. Đầu tiên thì hãy xác định xem bản thân bạn là ai, hãy định vị xem bản thân bạn là ai. Bạn và doanh nghiệp của mình cung cấp những sản phẩm dịch vụ gì tới khách hàng? Hãy xác định, hãy vẽ ra chân dung khách hàng của bạn, xem họ là ai và họ có nỗi đau gì, vấn đề gì lớn nhất đối với họ, đâu là những mong muốn, những khao khát, những nỗi đau mà họ cần phải giải quyết. Và hãy tạo ra những nội dung để giúp cho khách hàng của chúng ta, giúp cho những khách hàng tiềm năng của chúng ta có thể giải quyết được những nỗi đau, những vấn đề đó. Và đưa nó ra thành đóng gói nó lại thành những nội dung, những bài viết, những hình ảnh hoặc là những video có giá trị, và chúng ta sẽ đưa nó lên các mạng xã hội, tìm tới những nơi mà có khách hàng tiềm năng. Và đó là điều kiện cần để bạn chuẩn bị cho việc tăng traffic của mình. Và dưới đây sẽ là 7 cách để bạn đưa nội dung đó tới đúng chỗ có khách hàng tiềm năng. Cách đầu tiên để tăng traffic đó là sử dụng Facebook cá nhân. Sở hữu một Facebook cá nhân thì ai cũng có, nhưng việc sử dụng nó hiệu quả để trong kinh doanh trên Internet thì chưa phải là ai cũng làm được. Bước bên trên thì bạn đã tạo ra những nội dung, những bài viết có giá trị, nhưng để cho những bài viết này thực sự được trân trọng thì điều cần thiết là bạn phải kết bạn được với những người thực sự cần tới nó. Bởi vì những bài viết này sẽ hiển thị tới danh sách bạn bè của bạn, và hãy đảm bảo rằng danh sách bạn bè của bạn là những người thực sự có nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của bạn. Và sau đây là cách để chúng ta có thể cải thiện việc có thêm nhiều bạn bè là khách hàng tiềm năng bằng cách làm như sau. Đó là bạn hãy xác định xem đâu chân dung khách hàng của bạn là ai, và họ thường lui tới những group nào, họ thường ghé thăm những fanpage nào để tìm hiểu thông tin, thì bạn cũng hãy vào những group đó, hãy ghé thăm những fanpage đó và xem danh sách những người đã tương tác các bài viết tại đó là ai, và bạn có thể nhanh chóng để gửi lời mời kết bạn với họ chỉ bằng chiếc điện thoại của mình mà thôi. Mỗi ngày bạn chỉ cần kết bạn một chút thôi thì sau một khoảng thời gian bạn sẽ nhanh chóng có được 5.000 bạn bè là những khách hàng tiềm năng. Và để cho tệp này chất lượng hơn thì bạn có thể lọc ra những người mà không tương tác với bạn, cứ theo định kỳ 6 tháng một lần thì bạn lại lọc ra những người không tương tác để kết thêm những người bạn mới. Và bạn biết không, một cái đỉnh cao của những người sử dụng Facebook đó là họ có một phong cách sống ấn tượng và họ tạo ra những nội dung giá trị đến nỗi mà rất rất nhiều người phải theo dõi, và lúc đó thì không cần phải đi tìm khách hàng tiềm năng nữa mà khách hàng cũng sẽ tự tìm tới với họ. Một mẹo nhỏ nữa đó là nếu như bạn muốn tăng traffic cho blog hoặc là kênh YouTube bằng cách sử dụng Facebook cá nhân thì bạn hãy gắn những đường link của bài blog hoặc là kênh YouTube đó vào bài đăng trên Facebook cá nhân nhé. Mẹo số 2 đó là tăng traffic nhờ những hội nhóm ở trên Facebook. Bạn đã biết được là khách hàng tiềm năng của mình thường lui tới những hội nhóm nào rồi đúng không? Vậy thì có một cách để được chú ý nhanh hơn so với việc kết bạn, đó là bạn sẽ đăng bài trực tiếp lên trên những hội nhóm đó. Tất nhiên là bạn sẽ phải tìm ra những hội nhóm nào mà họ cho phép đăng bài, hoặc là bạn có thể liên hệ với admin của group đó để tìm hiểu xem là có những điều kiện gì để bạn có thể đăng bài. Và nếu như biết đâu đấy bạn tìm được những admin mà
phù hợp với bạn và lại có được những cái sự giao dịch, những cái sự hợp tác rất là tuyệt vời thì sao? Mẹo tăng traffic số 3 đó là tự tạo ra group của mình. Đây là một cách rất hay bởi vì nó có nhiều tác dụng. Bạn sẽ vừa có thể tạo ra một cộng đồng nơi tập trung các khách hàng tiềm năng, lại vừa nâng cao được vị thế thương hiệu của bản thân bởi vì đang sở hữu một cộng đồng có đông đảo người tham gia. Ở bước đầu tiên, ở cách số 1 là về tăng traffic trên Facebook cá nhân, thì bạn đã kết bạn với rất là nhiều khách hàng tiềm năng rồi. Vậy thì ở cách này thì bạn có thể mời những người bạn đó tham gia vào trong cộng đồng của mình. Và khi mà bạn đăng bài lên nhóm thì Facebook nó sẽ gửi thông báo, theo cái thuật toán của Facebook đó là nó sẽ gửi thông báo tới những người bạn bè mà cũng đang nằm ở trong nhóm của bạn. Và như vậy thì tỷ lệ để đọc bài sẽ tăng lên rất là cao. Và có một mẹo nhỏ và một tip nhỏ ở đây nữa, đó là bạn có thể gắn những đường link của bài blog hoặc là kênh YouTube của mình vào trong những bài đăng ở trên nhóm để mọi người có thể kích vào và xem. Cách thứ tư, tăng traffic nhờ đăng tin vào các nhóm Zalo. Zalo đang ngày càng trở thành một công cụ marketing mạnh mẽ. Một cái tên nhóm chất lượng cũng đủ thu hút người đông đảo tham gia. Giới hạn cho mỗi nhóm Zalo là 1.000 người. Như vậy nếu bạn có 10 nhóm Zalo là bạn đã có thể thông tin tới 10.000 người. Bạn có thể tự tạo nhóm cho mình, đăng nhờ trên các nhóm họ cho đăng tự do, hoặc mua nhóm, thuê nhóm đăng. Ngoài ra thì mình còn đang làm một cách, đó là trao đổi nhóm, nghĩa là mình tìm một admin có nhóm giống tệp với mình và cùng trao đổi quyền phó nhóm. Cách tăng traffic số 5 đó là tăng traffic bằng việc sell một kênh YouTube. Nếu như bạn có một kênh YouTube và bạn đã làm SEO được một vài video, lên được top 3 của Google chẳng hạn, thì lên được top 3 đến top 5 của Google hoặc YouTube, thì những cái lượt truy cập hàng ngày sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và bạn không tốn chi phí gì. Và trong cái phần mô tả của video hay là trong những bình luận ghi thì bạn có thể đưa vào đó những cái đường link của bài blog hoặc là của trang, một cái trang đích hoặc là một website mà bạn muốn khách hàng truy cập vào, thì đó cũng là một cách rất là hay mà bạn có thể tiết kiệm được chi phí của mình trong khi vẫn có được cái lượng truy cập đều đặn mỗi ngày một cách tự động. Mẹo số 6 để tăng traffic mà không cần trả nhiều tiền đó là bạn hãy quảng cáo Facebook một cách thông minh hơn. Nhắc đến quảng cáo thì nhiều người nghĩ rằng là phải chi rất là nhiều tiền, nhưng thực tế thì các chuyên gia marketing biết rằng họ chỉ phải bỏ ra một số tiền rất là nhỏ để tăng được lượng traffic mỗi ngày. Và bí mật ở đây là bạn có thể quảng cáo Facebook tới một lượng khách hàng tiềm năng nhất định, và bạn chỉ phải có một cách thức để quảng cáo mà bạn chỉ phải trả tiền cho Facebook khi mà khách hàng click vào liên kết của bạn mà thôi. Và mình có đóng gói tất cả những cái quy trình, những cái cách thức để mà và bạn có thể tối ưu được chi phí trong khi vẫn mang lại hiệu quả rất là cao với cách thức này. Facebook thì tối thiểu cho chúng ta là mỗi ngày sẽ quảng cáo tối thiểu là $1 khi cho mỗi một chiến dịch quảng cáo ở trên Facebook. Và mình có đóng gói toàn bộ những cái quy trình, những cái cách thức để chạy quảng cáo này trong một khóa học có tên là Quảng cáo Facebook thông minh. Nếu như bạn quan tâm tới khóa học này thì hãy xem cái đường link mình để ở phần mô tả ở bên dưới của video này để tìm hiểu về khóa học nhé. Và mẹo số 7, mẹo cuối cùng để tăng traffic đó là tăng traffic nhờ email marketing. Không còn chần chờ gì nữa, email marketing là việc bạn cần làm ngay để tăng được những traffic chất lượng mỗi ngày. Và đây là traffic duy nhất mà bạn thực sự sở hữu, bởi vì khi mà có một danh sách email thì bạn có thể gửi thư hàng ngày cho các khách hàng thông qua những cái câu chuyện, những tin tức bạn cập nhật, và đương nhiên là trong mỗi email của mình thì bạn có thể gắn vào đó những đường link dẫn tới blog, tới trang bán hàng hoặc là tới kênh YouTube của bạn. Như bạn thấy đấy, rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều cách để có thể tăng được lượng traffic mỗi ngày. Và bởi vì mỗi một người trong cuộc sống hàng ngày thì lại gặp rất rất nhiều vấn đề khác nhau, và vì thế mà chúng ta lại cũng có rất là nhiều hướng để tạo ra những cái nội dung giúp cho mọi người giải quyết vấn đề đó. Hãy nhớ rằng, một là tạo ra nội dung chất lượng, và hai là đăng lên những kênh mà có khách hàng tiềm năng. Nếu như bạn làm việc đó một cách đều đặn và thường xuyên thì tôi tin rằng thành công sẽ đến với chúng ta trong một ngày không xa. Đây là trang Facebook cá nhân của mình, thì mọi người mình có để đường bên dưới của phần mô tả thì các bạn có thể kích vào và đến với trang cá nhân này để kết bạn với mình, và mình có chia sẻ rất là nhiều những cái
bài viết về marketing, về internet marketing cũng là có những phần quà tặng như thế này, thì hãy kết bạn với mình để cập nhật nó. Ngoài ra thì mình cũng có để một đường link để tham gia vào nhóm học tập cùng bạn làm marketing, đó là một nhóm ở trên Facebook và một nhóm để kết nối ở trên Zalo. Thì bạn hãy click vào những đường link này ở phần mô tả của video để chúng ta có thể kết nối sâu rộng hơn. Nếu bạn thấy thông tin vừa rồi hữu ích thì hãy nhấn vào nút subscribe kênh để ủng hộ mình và nhớ bật vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.